Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, ngày hôm nay là ngày thứ ba. Không biết là ngày thứ ba ở bên Mỹ thì là hôm nay là ngày 21 tháng Giêng. Thì Thông đang ở một thành phố gần Westminster, Phước Lộc Thọ. Thì ngày hôm nay Thông cùng với tất cả các bạn học của Thông ở trường Phổ thông Trung học Phú Nhuận 86 tổ chức một buổi gói bánh chưng, bánh tét để cùng nhau đón mừng năm mới. Thì Thông sẽ quay livestream cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn cùng xem nhé. Cả nhà chờ Thông một chút để Thông kết nối với đây Thông kết nối cho tất cả mọi người cùng được xem nè. Rồi. Đây cả nhà nhìn Thông đang mặc một cái bộ áo bà ba, nhưng mà đi mua cái khăn gằn nó không có, nó chỉ có cái khăn Louis Vuitton thôi, đeo cho nó ra gọi là hương đồng nội một chút. Thì đây là nhà của một người bạn học của Thông. Bây giờ Thông sẽ quay cho cả nhà xem là cái không khí đón Tết ở Mỹ và với những người Việt Nam sống tại Mỹ như thế nào nhé. Cũng nôn nao lắm cả nhà ơi, cũng bánh chưng, bánh tét, tất cả các mọi thứ. Rồi Thông xin gửi lời chào đến Gió Bụi Bay. Bây giờ Thông sẽ lia màn hình cho cả nhà xem này. Đây, đó, cái không khí Tết nó cũng nồng nhiệt, nó cũng xôn xao lắm. Đây cả nhà nhìn, đây là một cái tường, và cái tường này đó là các bạn của Thông đã trang trí rất là kỳ công mấy ngày trời để có được một cái phông như thế này. Đây, một chút xíu nữa là tất cả các bạn sẽ đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Và cái lớp học của Thông á, tính đến cái thời điểm này là 33 năm học chung với nhau mà vẫn giữ được một cái mối quan hệ rất là dễ thương. Và đây cả nhà, đây là cái cây mai. Cây mai này không biết mai này là mai mấy quý đây. Đó, mà mai ở đây thì nó chỉ có 4 cánh thôi. Xin gửi lời chào đến Mai Thảo nhá. Trời ơi, bị sặc. Đây cả nhà ơi, đây là những cái chậu cúc ngày hôm qua Thông và bạn của Thông mới đi rước các em cúc về đây. Và ở bên này họ rất là lịch sự, khi mà chúng ta mua cúc thì họ tặng luôn những cái chậu này đó, nên là rất là đẹp, nhìn rất là sang. Và bên này là một cái cây đào, cây đào này cũng rất là đẹp đây đó, mà tự nhiên nó lại canh đến cái ngày hôm nay nó nở bông như thế này, tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ đến cái chậu hoa. Đây, một cái chậu hoa này là người bạn học của Thông đã kỳ công ngày hôm qua cắm để ngày hôm nay đón tất cả các bạn từ xa cũng như là ở gần đến để chung vui đón chào năm mới nè. Và đây, đây là hai người đẹp đang đứng trong bếp đây. Hello đi, hello mọi người đi. Dạ, Facebook và YouTube luôn á. Rồi đây cả nhà nhìn này, cả nhà nhìn đây, đây là cái chậu gạo nếp Thông đang ngâm, mà Thông ngâm ngày hôm nay là bằng nước Kangen nha. Thông vo bằng nước Kangen 11.5 và Thông ngâm nước Kangen ngày hôm nay đó, là bánh trái này, các loại rau củ quả là đều sử dụng cái nguồn nước Kangen. Đây, Thông giới thiệu luôn, đây ngày hôm nay là Thông đây Thông sử dụng nước Alkali để mà ngâm gạo nếp này. Và cái nước này ấy là nước 11.5 để Thông rửa và Thông vo gạo đậu xanh này. Đây, nồi đậu xanh của Thông đang ở trên bếp, đang chuẩn bị một chút xíu nữa là Thông sẽ... Đây cả nhà, nồi đậu xanh Thông đang nấu đây, wow, nó nở lên rồi đây. Và đây là chảo nấm. Nấu bằng nước Kangen cũng ngon hơn. Và đây là cái chảo nấm xào với nước tương và đậu hũ cùng với nấm đông cô và mộc nhĩ đây cả nhà. Đó, rất là ngon. Đây, một chút xíu nữa là Thông sẽ làm món giò thủ nấm chay. Thông đã chuẩn bị hết trơn rồi đây, đó. Và hai bịch rau câu này để một chút xíu nữa Thông pha, Thông cho vào để trở thành giò thủ nấm chay. Bây giờ Thông sẽ chia sẻ cho cả nhà đây, cái bánh tét ngày hôm qua Thông vừa mới gói xong nè. Đây, mấy cái bánh tét chuối, mấy bánh tét đậu xanh Thông đã gói xong rồi. Và
Đây là cái nồi Instant Pot đó, và bây giờ nó đã nấu xong rồi. Bây giờ Thông sẽ cắt nó đi, tắt nó đi nè, và mình sẽ mở nó ra nè. Tàn tan bánh tét đây, đây bánh tét đây cả nhà ơi. Bánh tét đã luộc xong rồi, và đây là những cái bánh tét Thông cũng đã luộc xong rồi. Nhưng mà chưa xong đâu, một chút xíu nữa là các bạn sẽ đến rất là đông đủ để cùng đóng cái hoạt cảnh là miền quê dân dã này. Đó, đây là cái ngôi nhà của bạn Thông đó, là họ người bạn Thông rất là thích trưng bày theo kiểu như Việt Nam đấy, cả nhà nhìn này, rất là đẹp này. Đó, rồi đây cũng có một cái cây, đây cũng có một cái cây mai nữa này, cả nhà nhìn thấy đẹp không? Đó, rồi đây bây giờ Thông sẽ đi ra ngoài sân này để Thông quay cho các bạn và quý vị xem này. Gửi lời chào đến Lana Hoa ở Đức nha. Và đây là cái cảnh ở ngoài sân mà một chút xíu nữa chúng Thông Thông cùng với các bạn sẽ ngồi đây để gói bánh chưng bánh tét này. Đó. Và ở ngoài vườn là những chậu cúc, chậu lan và một nồi để gói, để luộc bánh chưng này. Đây là không khí Tết đã đến rồi. Rồi cả nhà thấy đẹp không ạ? Xin gửi lời chào đến Linh Nguyễn, Phi Long Phụng, Diệu Nghiêm, Đặng Thúy Phượng. Đó, Thông đang ở nhà Linh Siêu nha. Đỗ Trọng Trung, Diệu Từ. Đấy, một chút xíu nữa là các bạn của Thông này sẽ ra đây ngồi. Đấy, đây là thịt này, thịt ướp sẵn rồi đó. Rồi. Đó, cái không khí Tết đến rồi đấy cả nhà ơi. Tết Tết xin gửi lời chào đến Vũ Anh Thu. Em ở đâu rồi? Đến đây đi, chị Tường Lan đã đến rồi nhá. Xin gửi lời chào đến Tina Hoàng Thị Bích. Cảm ơn em. Bên Đức chuẩn bị Tết như thế nào rồi? Cả nhà biết không, đây là những cái giải thưởng đó. Chiều nay là nhóm của Thông sẽ chơi là thi áo dài này, rồi chơi đố này. Và đây là những giải thưởng này, một cặp bưởi cho người nào đoán trúng này, một chai rượu này và một cái chảo. Đấy, rất là vui. À, đây là bạn Như Hảo, bạn Tố Hảo Hoàng đã cắm cái chậu bông này rất là đẹp, không khí Tết đây. Và đây là, và đây là một cái chậu, một cái rổ trái cây cầu dừa đủ xài. Đấy, đây là bạn Tố Hảo, là cái người rất là khéo tay đấy. Những cái chương trình gì của trường Thông là bạn chuyên làm những cái phông như thế này để mà chụp hình. Cầu dừa đủ bưởi rồi đó. Đấy, đẹp không cả nhà ơi? Nhớ nhà quá, ký ức ngày xưa. Dạ đúng là em ở đây này cả nhà, nhìn đẹp ghê không? Nó như là Thông đi qua bên bên Mỹ đó, Thông cảm thấy rằng là cái hương vị Tết nó giống như y chang như bên Việt Nam. Còn mà ở bên châu Âu của mình thì cả nhà cũng biết rồi, cái không khí Tết không có được tấp nập như vậy là tại vì người Việt Nam mình sống rải rác, không có tụ đông như là ở Cali. Cho nên rằng là mấy ngày nay cả nhà cũng biết là Thông đi chợ hoa rồi phải không ạ? Ôi mọi người náo nức lắm, rất là náo nức, đi mua sắm này, rồi mua đào, mua hoa, mà nhất là đi vào những cái chợ Việt Nam đó, mọi người đi nườm nượp luôn đó, mua thịt về nấu bánh chưng, bánh tét, rồi là rau, củ, quả, hương hoa, vui lắm. Rồi, Thông đầu tiên thì Thông chỉ quay sơ sơ cho các cô chú, các anh chị và các bạn xem cái không khí Tết của những người đang sống tại Mỹ như thế nào. Một chút xíu nữa khi mà các bạn Thông đến đông đủ rồi thì bắt đầu vào một cái buổi hoạt cảnh, sẽ mặc những chiếc áo dài bà ba, ngồi trên chiếu và gói bánh chưng bánh tét như thế nào, thì một chút xíu nữa Thông sẽ quay tiếp cho các cô chú, các anh chị và các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì Thông xin phép dừng lại màn hình ở đây, khép lại màn hình ở đây. Và quý vị nào muốn những cái thông tin về cái nguồn nước để mang lại sức khỏe, nước Kangen á, thì xin liên lạc với Thông. Là tại vì thật sự ngày hôm nay Thông luộc
bánh tét bằng nước ken gần thì các bạn Thông nói rằng là bánh ăn nó rất là ngon, cho nên rằng là Thông cũng muốn chia sẻ cái nguồn nước này đến với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn để đem lại cho mọi người một cái nguồn năng lượng tốt, một cái sức khỏe tốt. À, cảm ơn Lê Na Hoa, đó là chị Hảo Hoàng trưng bày đó em. Khán giả khen là mâm ngũ quả đẹp quá. À, đây bông cho một lần cho xem, đây là chị Hảo Hoàng đấy. Trời ơi rất là dễ thương đấy. Còn chị Kim Điệp đó. Phụ tá. Rồi cả nhà nhá. À, cả nhà nhớ là đừng quên like cho Thông này, đăng ký và đồng hành cùng với Thông trên kênh YouTube cũng như là trang Facebook của Thông. Còn bây giờ thì Thông xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại một chút xíu nữa. Nhiều chương trình hay lắm đó. Bye bye.